Hiện giờ là Duy đang đứng trong một cái đại lý bán lẻ rất là nhiều thiết bị điện. Và Duy quan sát thấy một cái cửa hàng, một cái quầy trưng bày về Inco. Inco là một trong những cái dòng sản phẩm mà sắp tới mua hàng tận xưởng sẽ trở thành đại lý phân phối chính thức của thương hiệu này. Thì Inco là cái thương hiệu mà tại nhà xưởng Trung Quốc Duy đã làm cái video review tận xưởng đến thăm xưởng cho mọi người xem. Thì sắp tới là toàn bộ những sản phẩm Inco mà chuyên về sử dụng pin á, đây cái dòng pin sử dụng pin lithium này nè. Toàn bộ những cái máy công cụ từ máy khoan, máy bắt vít, rồi rất là nhiều cái sản phẩm nhờ một bạn bên tư vấn với mình. Em giới thiệu một số cái sản phẩm mà dùng pin mà hiện giờ cửa hàng mình có. Như cái máy này. Đây là máy một này. Cái máy khoan. Máy khoan dùng pin. Từ dùng pin. Ok. Cái này mình sử dụng điện hay là dùng pin đúng không? Dạ, ok. Máy khoan này. Đây. Đây mình mở ra được không em? Thì khi mà quý vị mua hàng mà tại cái cửa hàng á thì được nhân viên tư vấn như thế này thì mình phải tốn chi phí để trả lương nhân viên ha. Đó. Rồi. Thì trong tương lai á là mua hàng tận xưởng sẽ nhập tất cả những cái sản phẩm chuyên về công cụ như thế này, dùng pin về trao tận tay cho quý vị luôn, từ xưởng Inco đem tận tay cho quý vị ha, không thông qua các đại lý bán lẻ hay trung gian. Do đó giá thành sẽ hạ xuống. Đó. Và một điều nữa em cho một cái sản phẩm khác thì dùng pin, máy bắt vít có không? Cái này là máy khoan nha. Đây máy bắn vít. Máy khoan. Đây như máy bắn vít như thế này. Đây là máy bắn vít. Máy bắn vít. Đây, máy bắn vít nó có pin riêng. Cái hay của Inco là mình có thể sử dụng pin qua lại với nhau được đúng không? Đúng rồi. Thì hôm trước là Duy qua bên hãng Inco á thì họ có tư vấn á là tất cả những cái dòng sản phẩm của Inco có khác nhau đi chăng nữa nhưng mà đều sử dụng một cái chuẩn pin chung, cho nên mình chỉ cần mua một cái cục pin mở rộng như thế này nè, mình có thể sử dụng cho rất là nhiều thiết bị. Đây mình có thể xài được rất là đơn giản. Thì đây là một cái bộ máy bắt vít. Thì hôm trước là Duy có mua một cái bộ máy bắn vít này của một cái thương hiệu khác, giá là tầm 4 triệu, cũng giống như thế này luôn, có một cái cục sạc, có một cái máy bắn vít thế này, có hai cục pin, mình mua với giá 4 triệu. Mình mua qua trên online mà họ bán á, là họ đổi giá thành lên rất là cao. Thì cái sản phẩm này hiện nay bán tại cửa hàng là bao nhiêu em? Giá hiện tại ở cửa hàng là đây, cửa hàng tại cửa hàng này bán phải là 1.854.000, đó là giá chỉ bằng một nửa so với cái việc mình mua hàng trực tiếp trên mạng một cái thương hiệu khác. Thì Inco á là một cái thương hiệu mới cùng một cái công ty mẹ với Total. Đó, nếu quý vị đã xài Total thì cái công nghệ mà sản xuất Inco cũng giống như Total vậy đó. Thì quý vị thấy là gì? Nếu mà quý vị mua cùng bộ sản phẩm này của Inco thông qua mua hàng tận xưởng qua cái số hotline là 1-900-58-8840 thì cái giá chiết khấu á nó sẽ thấp hơn cái giá mà hiện nay quý vị mua tại cửa hàng nữa. Lý do là các khâu trung gian qua các đại lý cấp 1, cấp 2 được giảm, cái khâu quảng cáo chi phí giảm và không thuê mướn nhiều nhân viên. Cho nên quý vị mua hàng cùng một chất lượng, cùng một chế độ bảo hành, chất lượng như nhau, bảo hành như nhau, chế độ hậu mãi như nhau, nhưng mà cái giá thành thấp. Thì hy vọng là trong tương lai mua hàng tận xưởng sẽ hợp tác với tập đoàn Inco để mang tất cả những cái sản phẩm hiện nay quý vị thấy về tận tay người tiêu dùng với giá thấp, chất lượng tốt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong video gần nhất sớm nhất. Cảm ơn em đã tư vấn nha. Thank you. Một trong những cái chi phí rất lớn của việc mua hàng trực tiếp tại đại lý là đại lý phải thuê mướn rất là nhiều nhân viên để mà phục vụ, từ nhân viên bán hàng cho đến việc thực hiện sổ sách, hồ sơ, kế toán vân vân. Thì trong tương lai là cái việc mà mình bán hàng online, mua hàng trực tiếp qua kênh mua hàng tận xưởng.com quý vị chỉ cần gọi hotline thôi là mua được. Thì tất cả nhân viên bán hàng, chi phí đội lên do các cái khâu kế toán vân vân được thực hiện tự động hóa qua phần mềm. Tất cả những cái chi phí tiết kiệm đó sẽ giảm giá thành cho người dùng. Vì vậy mà mình sẽ sử dụng được những cái sản phẩm chất lượng cao với giá thành rất là thấp, nhưng mà chế độ bảo hành, bảo dưỡng, tất cả những cái khâu hậu mãi về sau là mình đều hưởng giống như việc mình mua hàng tại đại lý vậy.